Trong tuần thứ 4 của thai kỳ, quả cầu tế bào đang phát triển thành em bé, có kích thước bằng hạt anh túc. Ở giai đoạn này, các tế bào phân tách thành 3 lớp riêng biệt. Từ đó cơ quan nội tạng và da của bé sẽ phát triển. Lớp ngoài cùng hình thành não, hệ thần kinh và da. Lớp giữa tạo thành tim, mạch máu, xương, cơ và hệ thống sinh sản. Lớp trong cùng sẽ phát triển thành dạ dày, ruột, phổi và các cơ quan khác. Các tế bào máu đầu tiên của em bé đã được sản xuất trong túi noãn hoàng. Những thay đổi lớn dự kiến diễn ra vào tuần thứ 5 của thai kỳ. Quả cầu tế bào bây giờ trông giống một con nòng nọc và to bằng một hạt tiêu. Quá trình hình thành não, tủy sống, tim và mạch máu đã diễn ra tốt đẹp. Các ống thần kinh tạo thành não và tủy sống bắt đầu đóng từ trung tâm của phôi ra ngoài. Sau khi đóng lại, phần trong vùng đầu dày lên và phân chia thành não trước, não giữa và não sau. Sự tăng trưởng nhanh chóng tạo ra nếp gấp của phôi. Trong suốt quá trình này, một phần của túi noãn hoàng được sát nhập vào lớp lót của hệ tiêu hóa. Xương sống nguyên thủy được cuộn tròn và trông như một cái đuôi sẽ rút đi trong một vài tuần. Quả tim của bé được chuyển từ dạng ống thành một vòng hình chữ S và bắt đầu đập khoảng 22 ngày sau khi thụ thai. Tại thời điểm này, bạn có thể bắt đầu trải qua các dấu hiệu mang thai sớm, bao gồm buồn nôn, mệt mỏi và đau ngực. Vào tuần thứ 6 của thai kỳ, thai đã tăng gấp 3 lần về kích thước và được bảo vệ bởi nước ối. Video được thực hiện bởi ihope.vn. Thai có bước tăng trưởng nhảy vọt nhưng vẫn chỉ bằng một hạt đậu lăng. Bạn đến phòng khám sản và nhận tin mừng. Bạn chắc chắn mang thai. Chưa biết được thai là trai hay gái, nhưng bạn có thể cảm ơn chồng vì giới tính của bé. Bởi vì một trong hai nhiễm sắc thể giới tính là X hoặc Y được cung cấp bởi tinh trùng để quyết định giới tính của em bé. Trứng luôn luôn chứa nhiễm sắc thể X, nên nếu tinh trùng chưa X, phôi sẽ phát triển thành bé gái. Tuy nhiên, nếu tinh trùng chứa Y, phôi sẽ phát triển thành bé trai. Một gen trên nhiễm sắc thể Y sẽ kích hoạt muộn vào tuần thứ 6, chỉ hoạt động trong vài ngày để báo hiệu cho phôi phát triển thành bé trai. Đặc điểm khuôn mặt đã hình thành và tim có nhịp đều đặn, bơm máu của thai. Hiện tại, vì da của bé chỉ dày bằng một tế bào nên nó trong suốt. Các núm nhỏ nhô ra khỏi thân phôi. Những chồi mô này sẽ trở thành tay và chân. Vào tuần thai thứ 7, em bé bây giờ có kích thước bằng hạt cà phê. Hiện tại có thể nhìn thấy dây rốn nối em bé với tử cung. Nhau thai được bao phủ bởi rất nhiều phần nhô ra, gọi là nhung mao. Nhung mao từ nhau thai hòa lẫn với máu mẹ, nơi thai lấy một số bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Các chất dinh dưỡng và oxy di chuyển khoảng 45cm thông qua dây rốn đến bào thai đang phát triển. Vẫn còn quá sớm để biết liệu bé có mũi, nhưng miệng, lỗ mũi và vết lõm tai có thể nhìn thấy trên đầu. Các chồi cánh tay hình thành từ tuần trước trông giống như mái chèo. Bộ não đang phát triển nhanh chóng, bao gồm cả bên phải và bên trái. Phía bên phải của não được liên kết với các nhiệm vụ phi ngôn ngữ và không gian. Phía bên trái liên kết với nói và viết. Bạn phải chờ và xem liệu con bạn nghiêng về não phải hay não trái. Đến tuần thứ 8, thai có kích thước bằng quả việt quất. Những u mô nhỏ trước đây giờ đã dễ nhận biết như bàn tay và bàn chân. Với ngón tay và ngón chân có màng. Sớm thôi, mô thừa giữa các ngón sẽ được thu lại để lộ từng ngón tay và ngón chân riêng biệt.